Chấm điểm bài tập đã giao trong lớp học trên Eduline. Trên nền tảng Eduline, để chấm điểm bài tập tự luận đã giao, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, chọn vào bài tập muốn chấm điểm. Sau đó, từ danh sách học sinh, bạn chọn vào học sinh đã nộp bài để chấm điểm. Tiếp theo, bấm trực tiếp vào bài tập của học sinh để chấm đúng sai và hệ thống sẽ tự động tính điểm theo tỷ lệ đúng sai trên thang điểm 10. Bạn cũng có thể kéo xuống cuối và chấm điểm bằng cách bấm trực tiếp từ 1 đến 10 hoặc nhập số bằng bàn phím của mình. Điểm sẽ giới hạn theo cài đặt điểm giới hạn của bài tập. Tiếp tục, khi chấm điểm xong, bạn có thể tặng huy hiệu cho học sinh có thành tích tốt nhất bằng cách bấm vào biểu tượng cảm xúc và chọn huy hiệu. Cuối cùng, chọn nút lưu để hoàn thành chấm điểm. Sau khi chấm điểm xong, hệ thống sẽ gợi ý học sinh tiếp theo trong lớp đã nộp bài và đang cần bạn chấm điểm. Chúc bạn thao tác thành công! Eduline.